Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Aspect Audio, kênh chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh karaoke chuyên nghiệp. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh được tiếp tục đóng một cái đơn hàng cho anh Nguyễn Bá Hùng, có địa chỉ tại 153 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã lựa chọn cho mình một bộ sản phẩm, đó là vang số chỉnh cơ S-Mac K18F. Vâng, và hôm nay em sẽ nhân tiện làm một video để review về sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn anh Nguyễn Bá Hùng căn chỉnh để anh Nguyễn Bá Hùng lấy đây là một bản demo, để anh Hùng lấy đây để dựa vào đó khi anh Hùng hiệu chỉnh nó không chính xác ấy, thì anh Hùng sẽ lấy video này để căn chỉnh nó phù hợp nhất. Đây là video căn bản phù hợp với bộ karaoke nhà anh Hùng. Và em sẽ bóc sản phẩm ra đây. Qua một là xả nút rất là chắc chắn, tránh tình trạng là bị móc méo. Đây là catalog của sản phẩm, có hai thứ tiếng là tiếng Trung và tiếng Anh, gây dây nguồn dẫn nối điện áp 220V. Đây là mặt thiết bị sản phẩm được bảo rất chắc chắn. Sản phẩm này thì sẽ được bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1 trong 1 tháng. Và khi mua hàng thì quý vị và các bạn sẽ được bao ship trên toàn quốc. Khi nhận hàng thì quý vị và các bạn vui lòng kiểm tra thật kỹ trước khi thanh toán, không bị móc méo, không bị xước xát thì vui lòng thanh toán cho đơn vị giao hàng. Sản phẩm rất chất lượng. Hiện tại sản phẩm S-Mac K18F là đang đứng đầu thị trường về lĩnh vực vang cơ, với các ưu điểm như chiết áp là chiết áp 3 lớp chống bám bụi, chiết áp 3 lớp chống bám bụi bạc màu cũng như các chiết áp cơ bình thường, chiết áp chống bám bụi bên trong, chiết áp chống bụi mặt phanh nhôm rất là đẹp, chống sức, chống bám bụi. Các cái tính năng 8 chế độ hiệu chỉnh sẵn của nhà sản xuất, rất đa năng tiện dụng. Và cái phần extender là nâng tiếng, có nghĩa là nâng tiếng giọng mic luôn ấy, rất là chi tiết và tiếng nó rất phô thật chất giọng của mình. Reverb thì rất chuyên nghiệp, chuyên đi làm sự kiện bên nước ngoài ạ. Và một ưu điểm nữa, đó là dòng sản phẩm này dùng chip IC nhập khẩu bên Mỹ. Các cái tụ chống nhiễu được tích hợp trong các con âm ly Nhật, các âm ly nghe nhạc của Nhật, nên là cho chất âm rất là sáng và sạch. Đây rất đa năng, các ngõ đầu ra, rất nhiều ngõ đầu ra. Net drive, output này, đường center, chúng ta đường center, đây đường sub, vâng, rất là đa năng tiện dụng. Vâng, và bây giờ em sẽ test chất âm cũng như là hiệu chỉnh con vang S-Mac K18F này để chuyển cho anh Hùng. S-Mac K18F với cục đẩy MA Teleotic MA2600 chạy 24 sò nguồn đồng, có bù áp. Vâng, sò Toshiba nhập khẩu luôn ạ. Và sản phẩm chất lượng của hãng Teleotic kết hợp mối đôi loa BMB 5000, hàng bãi xịn. BB 5000 này thì sẽ có giá là 15 triệu bao ship, hàng bãi xịn, đẹp xuất sắc ạ. Đây em quay một chút đi. Về dòng sản phẩm này, đây, có BMB ZP 5000C, hàng bãi xịn chứ không phải là hàng mới, chứ không phải là hàng mới ở trên thị trường nhé quý vị và các bạn, hàng bãi xịn chuẩn công ty đấy.
kiếm được những đôi này thì hơi hiếm nữa. 15 triệu một đôi loa BMW CSB 5000C. Còn con đẩy Teleotic MA 2600 thì có giá là 4.800.000 đồng, bao ship và kết hợp mấy bộ micro không dây tua UGX 20, hàng chuẩn loại 1, vỉ đỏ, bốn hộp kênh, tay mic đây, tay mic của nó thì cũng đây, tay chụp đây, đây tay mic phủ mic zin đét 100%, đây tay mic vỉ đỏ, như các bạn nhé, vỉ đỏ đó, vỉ đỏ tem chính hãng. Hãy cứ xem vỉ đỏ này, bốn hộp kênh to luôn đấy, hàng chuẩn chính hãng loại 1. Vâng, và bây giờ em sẽ báo giá sản phẩm micro không dây Shure GX20 có giá là 2.200.000 đồng, bao ship và sẽ được khuyến mại một dây AV để quý vị và các bạn kết nối. Vâng, đây em sẽ test chiếc mic của sản phẩm kết hợp với Nesmic K18F. Lên 1 2 1 2 3 4 5 9 10, lên 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 4 1 1 2 1 1 2. Quý vị và các bạn có thể thấy là cái xe của nó thì tiếng rất là ấm, và khi các cái quãng cao thì tiếng rất là sáng. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, và đây là bộ combo sản phẩm chúng tôi thường ghép. Nếu mà trong không gian nó quá rộng ấy, thì chúng tôi hay sử dụng thêm một chiếc nâng tiếng và một súp. Và sản phẩm S-Max K18F này thực sự là liên tục các đơn hàng được đóng. S-Max K18F ở phần hiệu chỉnh thì anh Hùng cũng như các bạn hay lưu ý là ở phần music ấy, chúng ta sẽ để tùy chỉnh volume tổng, tùy chỉnh thường em để hướng 12 giờ, reset để hướng 12 giờ, phần music equal, bass để hướng 1 giờ, min để hướng 11 giờ, chép để hướng 1 giờ, phần mic rất là quan trọng này, chúng ta để hướng 12 giờ và reset ấy, chúng ta sẽ lưng lên một chút nữa để nó khuếch lại từ số mic. Đây là toàn bộ là bộ phận mic equal, em sẽ nói rất nhanh để tiếp tục đóng hàng cho anh em. Excenter là phần đặc biệt là được cải tiến, là được tích hợp phần nâng tiếng, excenter là nâng tiếng mic của toàn bộ cái giải mic. Vâng, và bass là chúng ta để hướng 11 giờ. Tại vì cái sản phẩm này thì ở không gian hẹp thì chúng ta sẽ để bass nó nhỏ thôi. Còn không gian làm sự kiện thì chúng ta sẽ tăng bass lên. Min cũng để hướng 11 giờ, chép để hướng giữa 12 giờ và 1 giờ. Và phần feedback, phase equal và level chúng ta sẽ để cũng để ở giữa hướng 12 giờ và 1 giờ. Đó, hay là như nhau. Đây là mic 1, mic 2. Chúng ta hiệu chỉnh. Đây, phần quan trọng nhất là phần echo sản phẩm thì nó có 8 chế độ chỉnh sẵn từ 1 đến 8. Đấy, chúng ta sẽ tương ứng hiệu chỉnh để phù hợp với cái tính năng lựa chọn. Thì thường thì em sẽ để ở chế độ số 5 echo và reverb để kết hợp giữa sự kiện cũng như là karaoke gia đình, và delay để hướng 11 giờ, repeat là để hướng 1 giờ, delay là độ trễ, repeat là độ lặp lại. Đó, và reverb em sẽ để hướng 12 giờ để tối ưu cái tính năng của reverb của sản phẩm này. Sản phẩm này có tính năng reverb rất là hay. Vâng, em xin phép dừng video tại đây để tiếp tục đóng hàng cho anh Hùng. Vâng, và mong anh Hùng cũng như anh em đã sử dụng vang S-Max K18F lấy video này làm căn bản để hiệu chỉnh trong những lúc mà quý vị và các bạn sử dụng sai số. Vâng, và cảm ơn anh em đã xem video của chúng tôi. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của S-Max Audio. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.